gì mình nhỏ nhá. Đi đâu rồi? Đi nhà. Mà đẹp thế. Mà hay đó, đi đâu? Đi đây mà thấy đấm trong trận. Mình đi xem vườn xem nào. Cái từ Z này tí mà vì nó mà vì mình chạy luôn. Yeah.
nay ở nhà ấy. Hôm nay không đi làm gì à? Không, em đi đâu về á? Em đang định bảo bảo anh đi xem để san một ít đất xong là làm thêm một ít công trình thôi mà. Anh hôm nay có đi đâu không? Anh không. Xin nhé. Em uống nước. Thế công trình của em ở đâu? Lều, ở chỗ lều mà. Có cách đây xa lắm không nhỉ? Cũng xa phết đấy. Anh với em đi xem. Này thôi chứ để tao đã đuổi mày đi rồi mà. Mày ra đây làm gì? Chị ra đây để làm vườn. Đây chị còn gừng đây. Chị ra đây để làm vườn. Tao sắp chăn hết chỗ này rồi mày còn ra đây làm gì? Về nhà nói nhá. Mang cuốc đây. Mang cuốc đây. Thôi. Mày ra đây làm gì? Có gì về nhà nói à? Chị ra đây làm vườn. Tao đã đuổi đi rồi. Tao sắp san hết chỗ này rồi, mày không phải làm vườn ở đây. Rửa cuốc đây cho ta. Mày ra đây làm gì? Chị đang làm vườn kia, vườn của mày đâu? Tao sắp san hết chỗ này rồi. Trồng rau khắc kiểu kia. Kia, chị trồng đầy rau kia. Rau của mày đâu? Kia. Yeah. Thôi có gì từ từ nói. Sắp được ăn rồi. Tao đã đuổi mày ra khỏi đây rồi, mày còn vào đây làm gì? Tao sắp san bằng chỗ này rồi, chứ rau của mày mai tao san hết. Từ giờ mày không phải lên đây nữa, mai tao san rồi. San thì san ở đây, em trồng không được phá rau của chị đâu. Rau này rau của mày à? Chị trồng đấy. Mày cút ra khỏi đây ngay. Ở đây khuất mắt tao. Đi.
Thôi anh đưa em về. Thôi cái này thì để mai kia. Thôi bây giờ anh đưa chị này về đã, để mai anh lên nói chuyện với em xong. Vâng, anh đưa về cho khuất mắt em đi. Đã đuổi không cho rồi, rồi giờ này suốt ngày về đây. Thì về đây đây, vườn chị mà. Mai cho san bằng hết rồi. Vườn cái gì? Có mấy cái cọng rau, có cái gì đâu. Xe bốc bố của họ. Đây, với anh ăn cơm nhỉ? Thôi, chắc là em về thôi. Nắng lắm. Thế đợi anh đi pha mì. Không cần phải pha đâu mày. Chín rồi. Chín rồi. Để ăn mì đi. Vâng. Ngon thế. Nghe ăn mì đi. Hãy
uống nước xong em về thôi. Nắng quá. Anh nước đi. Thế em cảm ơn nhé, em đi về đây. Thế nắng nóng không mang ô đi theo à? Không ạ. Em đi làm không mang ô đâu, em đi về đây. Em đội tạm cái này về không nắng nóng ố. Vâng. Ôi thế em mượn nhé. Em mượn nha. Em về đây. Thank you.
con là thứ mồm chày. Mẹ cháu bị chay rồi chứ. Mẹ cháu là chày. Tập lên đập giá rồi cắn thịt mà. Ok.
Thank you.
trồng dĩa vẻ chứ.
nắng quá, vào đây uống nước đã. Em đi về thôi. Vào đây uống nước. Cũng không nắng mấy đâu mà. Nhà anh ở đây à? Ừ, nhà anh ở đây. Ồ, nhiều xe thế. Đi vào đây uống nước đã. Em cũng không khát đâu mà. Nhà anh rộng nhỉ. Em đi bán cái gì về à? À, nay em đi thăm vườn ngô. Nên là mang một cái ngô đi bán. Hôm nay nắng nhỉ. Nữa. Em uống nước đi. Vâng, xin nhé. Em hôm nay không đi làm à? Ờ, anh cũng vừa mới đi làm về. Vâng, em uống nước. Thơm thế. Nhà anh rộng thật đấy nhỉ? Cũng bình thường. Làm công trình nhiều dầu can các kiểu. Thế muộn rồi, anh nấu cơm em ở đây ăn cơm cùng anh nhỉ? Chắc em đi về thôi. Em về tiện nấu được mà. Thế đấy có cái gì ăn không? Em chưa có, chưa mua gì đâu, không có tiền mua. Em có sắn, lúc đấy em để 2 bát ngô để tí về ăn. À. Thế đợi anh một lúc, anh vào trong nhà lấy ít gạo. Không cần đâu anh ạ. Em ăn ngô được mà. Nhiều gạo thế anh ơi. Anh cho ít về đói thì nấu cơm ăn nhá. Ừ. Nhiều gạo đẹp này. Thế em xin nhá. Cho không nhiều có này gì. Anh làm gì mà còn nữa? Không, nhà anh còn nhiều mà. Nhà anh trồng nhiều lúa mà. Ừ. Em xin nhá. Ờ, hay là anh cất đi, nhiều quá em không lấy đâu. Có anh cất đi. Tí không sao đâu mà, em cứ mang về nấu ăn tạm. Nhiều quá anh cho nhiều thứ quá em không lấy đâu. Không dám lấy đâu. Anh cứ cất đi. Em cứ mang về nấu đi, nhà anh còn nhiều mà. Ngại lắm anh ạ. Anh làm vất vả mà lại còn cho em nữa. Hay là ở đây ăn cơm nhỉ? Em đi về thôi anh ạ. Về em tự nấu cũng được. Thì em cứ cầm về đi. Nhà anh còn nhiều. Vâng, thì em xin ạ. Thì em đi về. Em về nha. Em xin nha. Hay là ở đây ăn cơm? Ôi, em đi về này. Thế hôm nào qua đây thì vào nhà anh uống nước nhá. Vâng, hôm nay em qua thì em bảo.
ngô nó ngon nữa. Ngọt. Quá đẹp luôn mà. Sao đúng đấy. Mấy chuồng này đú lên ngay cạnh này. Thank you.
phát tiền. Thank you.
Con bé nó chẳng tâm này nha. Nó cũng nên ghi rồi, ai ai nhít rồi. Em ở nhà. Vâng. Chơi với anh nhỉ?
đi trồng. Chủ nhà ơi, chủ nhà ơi, đi đâu rồi nhỉ? Em đang làm gì đây? Em làm tí vườn thôi. Có rất nhiều. À. Thế nó lại cho em về đây rồi à? Không, em cần mình lúc nó đi mới dám về thôi, không có đánh đấy. Thế thì nó giỏi đánh lắm. Thế em đang trồng cái gì á? À, em đang định làm cỏ trồng ít ngô. Ở đây nó cũng không biết trồng cái gì ấy. Thế sắp xong chưa để anh ra hộ? Em mấy lần làm cỏ thôi chưa xong anh ạ. À. Chắc phải chiều mới xong. Anh không cần hộ đâu mà. Anh bận thì cứ về em tự làm được mà. Chắc anh ở đây xem hộ được không, đợi bà kia một lúc. Đấy, biết nó đi đâu không thấy nó về. Chắc nó đi chơi rồi. Để anh hộ thử một tí à. Em tự làm được mà, có nó cũng không nhiều mấy. Ngày hôm trước em cũng dễ đấy. À. Em thấy cỏ nó cũng thấp. Em sẽ lấy cái cuốc kia để làm. Hôm nay nắng lắm rồi nhỉ. Anh đi làm về sớm hết. Nay anh ít việc không là anh ra đây xem là bà kia có cái làm ở đây. Vâng. Đã biết bà đi đâu, chắc bà về đây chịu tiếp đấy. Hoa đẹp đấy nhỉ? Vâng, cái hoa này nên ăn mà. Đẹp lắm, đây này nó mới bắt đầu đăng lên thôi. Đây, đây. Ừ. Đây ngâm với mật ong ăn ngon lắm mày ạ. Mát phê
hết nhỉ. Vâng, trong này nhiều cây lắm. Có khát không? Cũng hơi khát khát anh ạ. Để anh đi lấy nước cho. Anh mang nước à? Lấy anh mang. Vâng. Em uống loại nào? Đây, em uống loại này. Ừ, mát thế. Uống nước đây anh ơi. Ừ. Em uống nước. Ừ. Ngon thật. Trồng. Anh hộ một lúc cũng được mà. Vâng.
Mà lạ mình nhiều thế. Anh bỏ phân đi. Trước nhá. Vâng, anh về đi ạ. Em còn cất cái này đã. Ra nước này. Thôi.